Tổng kết năm 2019 thì iPhone XR đang là sản phẩm smartphone bán chạy nhất trên thế giới. Và trong video này thì mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao iPhone XR lại được mọi người ưa chuộng đến vậy. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta cùng vào video thôi. Vâng, đó chính xác là những gì mà ngày hôm nay bọn mình muốn nói tới. Cụ thể là nếu như các bạn đang xem trên những cái mặt báo của Việt Nam thì sẽ rất là dễ dàng nhận thấy một cái title, đó là iPhone XR là smartphone bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên thì nếu như các bạn lướt sang những cái mặt báo của nước ngoài thì các bạn sẽ thấy rằng là iPhone XR được bán chạy nhất thế giới nhưng mà là vào quý 3 năm 2019. Vâng, có lẽ là có một sự trí trá hơi nhẹ ở cái cách giật tít của những trang báo tại Việt Nam. Tuy nhiên thì thôi, chúng ta có thể là bỏ qua cái vấn đề đấy, bởi vì là một sự thật không thể nào mà chối cãi được, đó là iPhone XR vẫn là sản phẩm đang bán cực kỳ chạy. Và cái số liệu này thì nó cũng rất là đúng, bởi vì là trong quý 3 thì iPhone XR thậm chí là còn giữ danh sách bán chạy nhất thế giới, chiếm tận 3% thị phần. Bạn biết đấy, có hàng ngàn mẫu điện thoại nhưng mà XR chiếm tận 3% thị phần thì biết là nó đỉnh thế nào rồi. Vậy nên là trước tiên, nếu như anh em muốn sở hữu cho mình một chiếc iPhone XR giá tốt vào thời điểm cuối năm, có thể là tham khảo cái website của Xiaomi.net nhá. Hoặc là kể cả iPhone 11 thì mức giá nó cũng tốt hơn mà nó chỉ đắt hơn iPhone XR vài triệu thôi. Phần link sẽ để ngay ở phần mô tả bên dưới. Và iPhone 11 là top 5 điện thoại bán chạy nhất vào quý 3 năm 2019. Đỉnh không? Okay. Một con top 1, một con top 5. Và bây giờ chúng ta cùng quay lại vấn đề rằng là tại sao iPhone XR thời điểm vừa rồi, quý 3 năm 2019 và thậm chí là trong cả năm, lúc nào nó cũng bán chạy như thế. Đầu tiên thì luôn luôn sẽ là giá không ạ? Bởi vì tôi nghĩ rằng cái thứ để khiến một chiếc điện thoại đáng mua ấy là giá trên những cái gì nó mang lại, gọi là price trên performance ấy, giá trên hiệu năng. Thật ra thì iPhone XR thì nó chia làm hai giai đoạn về giá. Trong giai đoạn từ đầu năm 2019 cho đến khoảng gần ra mắt của chiếc iPhone 11 thì iPhone XR luôn là cái chiếc iPhone mà có cái mức giá cực kỳ là ngon. Thậm chí là ngon đến mức mà mình phải bỏ ra số tiền 14 triệu để mua chiếc iPhone XR vào thời điểm tháng 9. Và chỉ vài ngày sau thì nó ra iPhone 11 với mức giá khoảng 649 đô nhỉ? Hay là 699 đô? 699 đô. Ừ. Đó, một cái mức giá mà thấp hơn tận 50 đô so với cả chiếc iPhone XR. Thời điểm khi mà nó ra mắt. Thực ra thì ở Việt Nam cái giá bán của iPhone XR không phải là rẻ. Nhất là thời kỳ ban đầu, hàng VNA, hàng mới của nó giá là trên 20 triệu đồng cơ. Nhưng mà đấy chỉ là câu chuyện của những ngày trong năm 2018 mà thôi. Thật sự là sang năm 2019, thậm chí là giữ xuyên suốt trong năm 2019, kể cả những sản phẩm iPhone XR hàng chính hãng lẫn hàng sách tay đều có mức giá cực kỳ thơm trong khoảng từ đầu năm cho đến thời điểm ra mắt iPhone 11. Và sau khi mà ra mắt iPhone 11 thì giá iPhone XR lại càng ngon nữa. Và đó chính là điểm mà mình nghĩ rằng là rất là nhiều bạn đã bỏ ra một số tiền có thể coi là rẻ đối với đồ Apple nhưng mà không hề nhỏ đối với cả những sản phẩm khác để sắm cho mình những chiếc iPhone XR bị chóc viền cam các thứ các kiểu như thế này. Ok, nhưng mà không sao cả, nhưng mà đấy cũng là một lý do rất lớn. Và một lý do thêm nữa đó chính là nếu như mà ở năm 2018 mình thấy rằng là nhiều anh em thì rất là lăn tăn về cái việc là màn hình của chiếc iPhone XR nó rỗ, nó xấu, nó không xịn, nó bỏ đi. Thế nhưng mà sang năm 2019 thì các bạn thấy đấy, mọi người chả ai kêu ca gì về cái màn hình của chiếc iPhone XR cả. Bởi vì thực sự thì cái gì nó là thông số ấy, thì ban đầu mình có thể nhìn vào mình chê, nhưng mà cái trải nghiệm thực tế thì sau một thời gian thực ra là chúng ta sẽ nhận ra đấy là cái màn hình này thông số nó chỉ là một phần thôi. Còn quan trọng nó là trải nghiệm. Và trải nghiệm màn hình của mình đối với iPhone XR nó chẳng có gì mà phải kêu cả. Tuy nhiên thì còn một điểm nữa mà mình nghĩ rằng là iPhone XR nó vươn tới được nhiều đối tượng hơn, đó chính là về cái thiết kế vô cùng trẻ trung của nó. Khi mà mình thấy rằng là nhiều bạn bè của mình thì mua những chiếc iPhone XR này với nhiều màu sắc khác nhau, và mua màu cam, màu xanh các thứ các kiểu. Đấy, sau rồi còn đi so nhau các thứ nữa. Thì đây cũng là một lý do rất lớn mà chiếc iPhone XR này thu hút được một đối tượng rất là kiểu rộng rãi. Nhưng mà thật ra thì cái video này nếu mà bọn mình quá khen cái chiếc iPhone XR này thì nó cũng không hay lắm, bởi vì là rõ ràng các bạn biết rằng là những cái ưu điểm của nó là như thế nào rồi. Thì mình cũng sẽ nhân tiện là chia sẻ luôn là những cái điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng lắm khi mà sử dụng cái chiếc iPhone XR này. Thì cái thứ nhất đó là các bạn có đeo ốp rời đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ bị chóc viền cam. Cái này là điều mà không thể nào mà tránh được. Đấy là điểm đầu tiên. Các bạn dùng cam màu đen, màu trắng, tất cả đều bị chóc viền cam hết. Mình cam đoan như vậy, bạn đã không bị chóc, chúc mừng bạn. Cái điểm thứ hai của chiếc iPhone XR này đó là cái việc tương thích với cả hệ điều hành iOS 13. Cá nhân mình thấy chưa thật sự được hài lòng lắm. Mình mua cái chiếc iPhone XR này là 100% pin. Update lên iOS 13.2 gì đấy, tụt xuống còn 97% pin. Tiếp tục update lên iOS 13, tụt xuống 95% pin. Của tôi còn có 94 đâu mày. Đó, và cộng thêm với cả việc là lúc đầu
khi mà dùng iOS 12 thì ui, nó mượt, pin nó trâu, nhưng mà lên iOS 13 thì mình thấy rằng là lag bàn phím này, rồi là các cái mà pin, rồi là các thứ nó không còn được mượt mà như kiểu là iOS 12 nữa, thì cũng là một điểm mà mình cảm thấy khá là thất vọng. Và cái camera của nó thì cũng không được hỗ trợ cục chụp đêm, deep fusion, rồi một camera, rồi các thứ các kiểu vào năm 2019, thì thực sự nó cũng là một cái điểm khiến mình giữ lại khá là nhiều. Đó, chính vì cái iOS 13 nó không kiểu là hỗ trợ một cách thật sự là ngon ở trên chiếc iPhone XR này. Thật ra thì nếu như các bạn có bảo là iOS 13 nó có hỗ trợ ngon trên những cái chiếc iPhone đời mới hay không, thì mình nghĩ là ngon hơn khá là nhiều so với cả chiếc XR này. Vậy nên là các bạn sẽ có thêm một cái lựa chọn nữa, đó là nếu như các bạn có thêm điều kiện kinh tế thì lên luôn chiếc iPhone 11 chứ còn nghĩ gì nữa. Tầm này nó giờ tầm khoảng lách tách 19 triệu thôi. Nếu như anh em muốn mua hàng VNA chính hãng xịn sò, không phải lo về vấn đề bảo hành, thì hãy tham khảo tại Sellonet, phần link mình để ngay bên dưới phần mô tả nhá. Còn nếu như mà budget của anh em nhỏ hơn một tí thì hãy chọn iPhone XR, phần link cũng sẽ ở ngay bên dưới. Và trong cái video này thì tưởng là bọn mình sẽ liên tục phân tích và liên tục khen chiếc iPhone XR này. Tuy nhiên thì gặp đúng hai thằng dùng XR và đang khá cay vì mua lúc giá đắt. Vậy nên là các bạn cũng biết rằng là nó đã gặp phải những cái yếu điểm gì. Và hy vọng rằng là những cái thông tin đấy sẽ mang lại những cái sự hữu ích để cho các bạn. Và bây giờ thì cảm ơn rất nhiều các bạn đã theo dõi tới đây cùng mình với cả Thành. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên nhấn like, nhấn subscribe cũng như là ấn nút chuông để có thể là theo dõi những cái video tiếp theo bọn mình nói về những cái vấn đề khác, cả khen cả chê về công nghệ nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.